chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại là em đang đứng tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nha cô chú. Đó, hôm nay là chỉ mình vợ Thanh bán sầu riêng thôi. Địa chỉ của chúng ta là 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10. Số điện thoại đặt hàng của Thanh. Nếu cô chú anh chị và các bạn trên video cái thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Mời cô chú anh chị và các bạn xem vợ Thanh khui sầu riêng khi Thanh bán nhà. Hả? À. Bữa nay trang trí sầu riêng chắc nhiều quá hả? Từ trong kia ra luôn này cô chú. Cơm dẻo. Không có trúng gì. Không trúng đâu. Cô nói vậy là con mới hiểu rồi. Không trúng đâu. 315 nó cũng tắt cái nè con. Không có trúng con. Khán giả đâu coi cô đâu. Con quay qua cô chạy mất tiêu con giật mình. Trái thì mua thêm trái nữa. Dạ, trái này 380. Cái này hồng xuông nó nhiều muối như này nè con. Không có Thanh ấy thì vợ Thanh ở nhà khui sầu riêng cực nhanh luôn. Cái này bao tròn luôn á. Không có dài nhiều muối. Có Thanh ấy thì còn vướng bận chứ không có Thanh là khui còn tốc độ nữa. Không vướng vướng gì hết đúng không? Đúng rồi. Không có Thanh ở nhà thì cui cực kỳ nhẹ luôn. Mà có Thanh ở nhà thì ỷ y cần chi Thanh đúng không? Cui chậm nè cho không cui phụ. Giờ không có rồi mà mình tự cui chứ phải vậy tự cui đúng không? Anh chụp tấm hình đi, cầm 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 đi chụp tấm hình. Rồi. Cái này nó dẻo đi chứ ăn trái cô mới thử vậy. Trái hồng xuông là muối nó sẽ nhiều á cô đừng có rớt cái trái tròn do. Dạ, có trái tròn do nó không có đâu có nhiều muối. Sầu riêng Thái. Thái là bao nhiêu chút về? Thái là 120. Riêng 6 miền Tây là 130 hả? 131, 130. À
101, 103 nha cô chú, tùy loại. Ở dưới này là 101 quá hả? Dạ đây là 101. À đây là 101 à. Đây là 103. Rất là nhiều luôn. Đây về sầu riêng quá trời rồi. Đây là sầu riêng Thái nha cô chú. Sầu riêng Thái cái mơ. Nó mỏng lép luôn. Nó cực mỏng luôn. Mua sầu riêng chứ ta? Được. Hay là vẫn còn nghịch mùa? Nghịch mùa. Vẫn còn nghịch mùa hả? Dạ, nghịch mùa. Nghe vừa rồi một máu Thu Lam nó là nhiều lô hàng ở bên Trung Quốc về lắm hả? Dạ. Bị rồi. Bị trả về đó cô chú. Trả về thì bị trả lại đóng lắm, tí. Nhiều lắm. Đâu có xa đâu. Ờ. Đó. Cái này còn của em. Không, không phải à. Không. Vừa rồi là một số lô sầu riêng đó chuyển qua Trung Quốc chính nhập đó cô chú, nhưng mà bị lỗi hay sao đó, chuyển về lại Việt Nam nhiều lắm. Hiện tại ngoài Hà Nội là ăn rẻ hơn ở trong Sài Gòn á. Kỳ quá hả, Hà Nội mà ăn rẻ hơn Sài Gòn hả? À tư vấn cho khách. Lấy trái to, muối bự. Ba.
không có ăn, không ai dám ăn. Thử con cho em ơi. Ôi, theo con anh chụp tấm hình nha. Rồi, bánh xe miệng ngon quá hả? Đây, con để chụp. Được chưa? Ok rồi. Nước gà sầu riêng không bao ăn, ai đâu mà dám ăn. Đó, gà đó. Ai nhà đi đây. Ừ, mới nhét con tái kìa. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Cái bộ cô rung tay, cô chậm chậm thôi. Nếu rung rung tay chiếu, cô chậm chậm thôi. Vậy chứ bây giờ thôi, clip tăng là tôi nói là sao vợ mình nay rung tay dữ đây. Chứ giờ em cua chậm cũng có ai cua giùm đâu, em thôi cua đại đi cho lẹ đi. Rồi. Nhưng mà nay sao nó vợ mình nó rung tay dữ ta. Anh xem clip là chị Phú Thái nha. Là về coi đó nha. Coi. Về cua Trà Liên nha. Là Phú Thái hả? Cua thái muối luôn đi. Muối luôn đây. Rồi cho mùi sau muối nữa đặng. Ờ à, đặng em còn quảng cáo cho bữa sau ra ăn Thái nữa. Quá ăn trời quá đất rồi, sầu riêng đây mà chủ chân biết đẹp quá. Giờ chút nữa quay lại mua trái nữa tặng muối nữa. Ờ. Chú mới sẽ nấu được, anh sẽ mới sẽ nấu. Chứ chị ra mua muối nữa. Muối nha cô chú. Cô là mối. Mối ăn sầu riêng của Hiếu Nghĩa. Mối đó. Bấm slow motion cho nó chậm lại. Nó chậm lại hả? Chứ em cua có nhanh đâu mà. Trái 5 phút là được rồi nha. Giống như hôm bữa cơ. Giống không? Giống. Thử không được. Mà ngon như đi như trái hôm bữa không cua cho cô á. Thì giống như trái hôm bữa vậy á. Cách đây mấy bữa mà. Hai bữa. Cô mới mua đây nè. Con gái lớn. Con gái
vãi lớn quá trời. Mới lớp 2 à? À, con mới lớp 2 hả? À, giới thiệu là con mới lớp 2 lớp 5 à. Lâu quá tôi mới gặp lại hai anh. Lâu, lâu quá. Mua thêm cái nữa cô. Sao không được á? Có cái đồng thái không cô Đạo? Dạ. Có cái đồng thái không? Có cái đồng thái không? Gì không ăn? Gì chắc ăn. Nè, cho hai bố con lên sắm luôn. Hai bố con lên sắm luôn. Nè, cho thái ngon nè, cô thêm cho thái ăn thử nha. Thái nữa coi. Chưa giờ mà ổng chạy. Rồi cứ vòng vòng nó kiếm cái cục cái cái nhỏ nó không có bán cầm ra đâu. Tôi cho em cái bự đi. Thì mua cho hết cho hả? Không ăn ghi hả? Thì ghi bữa giờ ăn rồi, hái thịt tay không ăn đâu. Hái hái đi. Chuối là vui lên cho đẹp nè. Chuối là cho đẹp hả? Có đẹp, ta cua ghi rồi, thôi cua ghi đi. Hả? Trời ơi, tới nào không được. Nói chung là bà chủ là bà tạo điều kiện mà kéo dài video cho mình. Ờ, tạo điều kiện. Không có rồi nha. Tạo điều kiện cho Thanh coi sờ viên nhiều hơn ít chứ mà. Thanh nhớ xem sờ viên, nhớ comment nha. Comment nha Thanh. Comment luôn. Rồi. Mới hồi trưa giờ mà không làm mẹ thì tôi không á. Vậy. Thôi rồi, cái cháy muối nè. Trời, cái nào cháy được bỏ ra. Trời ơi, cái muối sầu riêng mình đã chứ sợ luôn. Rồi cho luôn đi, lấy lại chi nữa. Không có, nó xấu hả của ổng. Về ăn rồi, về. Dạ, để nó muốn cháy tôi. Để mẹ đi, tôi về tôi tự lựa. Để tự lựa ra. Tự lựa luôn hả? Cái trái mà nó bị như là nó đủ tuổi á. Không mà thiệt, không nói đúng rồi đó. Cái này là chín cây. Không, cái trái vậy là đủ tuổi đúng rồi đó. Nó bị già quá là nó hơi cháy muối. Già, nó quế. Già, nó cháy rồi. Mình nói đúng rồi đó. Nãy giờ tôi quên giới thiệu, đây là vợ của Thánh Sờ Viên nha các bạn. Anh Sờ Viên đang có công việc. À, vậy là anh biết anh ở đâu mà nhốt là ghê vậy? Là nhốt ở đâu vậy? Là ai? Anh nhốt không? Mất muối rồi. Có luôn. Có hả? Muối này nó ngon nè. Muối vậy, muối nhiều lắm, muối vừa vừa được. Rồi, đóng hộp. Xe. Còn muốn thái nha. Rồi cho quất vô luôn. Quất vô luôn. Có ngại ngồi vậy. Thái, thái luôn. Tính công gì lựa lựa cái đó ra nghe. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Bye bye. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em.